Hello, xin chào anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu anh em hai cái thùng đồ nghề mới của hãng Quốc Pro, một cái thùng nhỏ và một thùng lớn. Thì hai cái thùng này đang bán với mức giá rất là hấp dẫn luôn nha anh em. Cái thùng nhỏ này đang bán với giá là 242.000. Anh em thấy thiết kế là cứng cáp ha. Và bên trong của nó cũng khá là rộng rãi để chúng ta đựng đồ. Phía trên này chúng ta có để đựng một mũi khoan và vít ở trên này nữa. Thùng này là siêu bự luôn nha. Thùng này giá bán là 579.000 cho cái thùng chà bá lửa như thế này luôn. Kích thước của nó là 572 x 300 x 295. Thùng này rất là to và giá của nó chỉ có 579.000 thôi cho một cái thùng chất lượng như thế này. Anh em thấy nó còn bự hơn cái thùng Stanley phía dưới nữa ha. Đó, thì đây là một cái thương hiệu mà mình nghĩ rất là đáng tiền để anh em mua, giá rất là phải chăng và chất lượng thì rất là tốt. Anh em muốn mua mấy cái thùng này thì anh em cứ qua Sô La Mộc mình. Ở Sô La Mộc thì có rất là nhiều thùng, thùng cao cấp, thùng chống nước, thùng này đồ nọ, đủ thứ thùng hết, đầy đủ hết nha anh em. Mình ở đây là bán thùng nhiều nhất Sài Gòn này luôn. Rồi, nếu anh em có nhu cầu mua thì qua 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.